ra được tất cả các giá trị của name và a của các phần tử có trong cái dictionary này, thì chúng ta sử dụng cái đoạn code giống như đoạn code phân tích ở cái nội dung vừa rồi. Tuy nhiên, ở chỗ mà chúng ta in ra tất cả các phần tử của mảng này thì chúng ta cho một cái chỉ số y chạy từ 0 cho tới cái số phần tử. Như vậy y sẽ là ban đầu đó là phần tử thứ nhất, sau đó là phần tử thứ hai, thứ ba, thứ tư, và cứ mỗi phần tử y như vậy chúng ta gán nó vào cho cái biến ép, và chúng ta nhớ rằng là mình phải ép nó về cái dictionary. Lý do là từng phần tử này nó đều là các dictionary, như vậy chúng ta phải ép những phần tử đó về dictionary và gán cho cái biến ép này. Để lấy cái name thì chúng ta sẽ viết là ép name hash string, thì vì cái name của nó là một cái có key, có value là key string. Và a chúng ta ép nó về cái kiểu in, bởi vì cái value của cái a là một số và chúng ta in ra. Thì sau khi mà chúng ta chạy cái đoạn code này thì nó sẽ in ra lần lượt tất cả các cái name và a, ví dụ như đây là Tom và 2, rồi Jerry là 1, rồi Mickey là 3. Đây là kết quả mà chúng ta đã in ra. Như vậy là chúng ta đã phân tích được cái relation này và in ra được tất cả các cái giá trị của các cái key. Các bạn hãy làm theo.